Vâng, và để liên tục trình xin mời tiếng hát của Thành Đô sẽ trình bày một trích đoạn trong vở tuồng Trúng Số Đặc Đắc. Mời quý vị cùng thưởng thức. Nhận được tin báo em lấy chồng, bâng khuâng nhìn cảnh thề buồn không. Bao năm qua vô tận miền xa vắng hoài hồi âm đến đây, giờ xin đừng nhắc nhở đến tôi. Anh ơi giờ đây pháo hồng tàn tạt bay, đưa người em đi lấy chồng, có người đứng lặng buồn không. Nhìn xa hun hút bóng trăng soi tan nát lòng mình theo cõi lòng, giờ xếp lại đây, giờ hành trang xếp xong hết rồi, mai sông hồ kết bạn làm đôi. Sao người đừng nhắc đến tôi và xin đừng nhắc đến tôi. Tin tưởng làm sao được trong khi anh là thằng văn nghệ sĩ trắng tay, còn em là con ông chủ phố giàu sang đài cát. Dù biết rằng em yêu anh bằng mối tình chân thật, anh vẫn sợ một ngày kia duyên nợ sẽ không tròn. Mỗi đứa một nơi ôm ấp mi của tình buồn. Anh Thành hay là anh không tin em chung thủy sẽ ham sang giàu mà phủ bỏ tình anh. Không, anh vẫn tin em yêu anh tha thiết, nhưng mà em khắt khe trọng phú khinh bằng, sẽ chọn cho em một người chồng tốt mà giàu sang, chớ đâu gả thằng nhạc sĩ nghèo tương lai đen tối. Thời gian sẽ giúp cho người ta chứng minh được lòng chung thủy, nhưng thời gian sẽ là cơn giông bão làm rã tan bao tấm chân tình. Anh yêu em và tin ở lòng mình, nhưng sống lăn lộn giữa nơi phồn hoa đô hội, anh thấy nhiều người vì nghèo phải nuốt lệ chia xa. Không lẽ hai đứa mình rồi cũng như người ta? Em nghĩ là hoàn cảnh mỗi người một khác, khác gì đâu em, tụi mình cũng chỉ là hai hạt cát, rồi cũng bị dập dùi theo cơn trúc xoáy của phồn hoa. Xin hết.